Hello, chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người đi chia sẻ về một cái loại cây này nhé. Mọi người hãy theo mình nào. Đây, trên màn hình mọi người đang nhìn thấy đây là cái cây hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người. Có bao nhiêu người đã biết cây này rồi? Có bao nhiêu người chưa biết cây này là cây gì không ạ? Và đây là hình ảnh của cây nghiến mọi người nhé. Thì cái lý do này hôm nay mình làm cái video về cây nghiến ấy thì vì mình thì sinh ra ở trong gia đình nhiều đời thuần nông, thế mà mình lại mới biết cái cây nghiến này không lâu cách đây. Nay đã là hơn 30 tuổi rồi, nhưng mà mình chỉ biết đến cây này cách đây 2-3 năm gì thôi. Cho nên là mình nghĩ là nếu mà có nhiều người giống như mình hoặc là nhiều những người trẻ bây giờ thì ít đi rừng ấy thì chưa biết đến cây này ấy, thì cái video của mình giới thiệu hôm nay sẽ trở nên hữu ích. Mọi người hãy like cho mình nếu thấy mình nói đúng nhé. Mình hơi bị ngại một chút. Mọi người ủng hộ mình nhé. Còn mọi người những ai biết rồi thì vui lòng bỏ qua cho mình. Những ai mà biết biết cây nghiến rồi biết nó không hữu ích nữa thì mọi người bỏ qua video cho mình và xem những video khác ạ. Cây nghiến ở cơ quan mình thì đã được trồng từ năm ngoái rồi, thì do là cái đặc trưng của cái gỗ nghiến thì nó là một loại gỗ rất là cứng và dai. Nên là khi sờ vào thân nó ta có cảm giác như là sờ vào thân nó có cái độ dẻo nhưng mà nó rất là dai nhá. Có cái độ dẻo nhưng mà nó có cái độ độ dẻo nhưng mà nó rất cứng. Cái này cái gỗ của nó rất là đặc luôn. Gỗ nghiến thì mọi người biết rồi, nó tính đặc trưng của nó là cái tính tính cứng và tính rất là dai. Đây ở đây không biết là một lá này bị có sâu. Một lá này là bị sâu cắn hoặc là bị gì, gần như là bị giống như là sâu vẽ bùa ấy. Có một con sâu. Có một con sâu này là ăn lá cây nghiến. Mình đang thấy nó đậu ở dưới lá luôn. Đang thấy nó đậu ở dưới lá của cây nghiến luôn. Còn lá này không biết là bị sâu hay là bị gì mà giống như kiểu giống như là ở sâu vẽ bùa ở cây có múi ấy. Cắt đi. Bởi vì nó cũng không quang hợp nuôi cây được nữa nên là ta cắt bỏ đi được, không sao cả. Cái cây này thì độ cao của nó khoảng được 1 mét rồi. Đây ở dưới phần dưới thì mọi người không nhìn thấy nhưng mà nó cao được khoảng 1 mét. Thì do là cái cây nó có tính chất nó cứng như vậy cho nên là trong vòng 1 năm nó cũng phát triển rất chậm thôi. 1 năm nó cũng chỉ lớn hơn được một chút thôi. Đây, những cái ngọn mới đây. Nó chỉ lên được khoảng 15 phân, 10-15 phân thôi. Có một vài lá mới đây. À, về cái lá thì mọi người quan sát nhé. Lá của cây nghiến đây. Mình mới biết cách đây gần thôi, chưa biết sớm. Đây, cái lá này người ta gọi là hình trứng. Cái hình như này gọi là hình trứng rộng. Và cái có cái đường gân như này nhá. Đấy. Rất là đẹp, cái tán của cây này thì mình thấy nó cũng rất là đều, tròn tròn đều. Thân thì cứng, đặc biệt là cái tính chất cái cây gỗ ở trên núi thì gỗ trên núi cái đặc tính của nó là rất là cứng. Cầm vào rất là cứng tay, nó không mềm như là những cái một số những cái loại thân mềm giống như là hoa sứ hay là sống đời, hay nó cũng mềm như những cái thân thân mọng nước kia đâu. Cầm vào nó rất cứng dai. Đã biết là cái cây này là cái cây gỗ nó cứng rồi. Còn về phần thân thì cây nghiến nó có cái thân, cái bộ tán của nó cũng khá đẹp. Như cây này thì bộ tán của nó đẹp, còn cái thân của nó thì có cái vỏ thì có cái màu trắng trắng như này nhé. Đây mọi người nhìn nhé. Đá đây mọi người nhìn kỹ này. Như mình là mình lần đầu tiên mình biết cây này mình rất là thích luôn.
Vì trước đây mình chưa biết đến nó, mình biết đến nó mình cảm thấy rất là thích luôn. Cây nó rất thẳng. Cây này thì bây giờ ở trong các như cơ quan mình thì trồng mang tính chất là làm cảnh với để bảo tồn thôi, chứ còn ở ngoài thiên nhiên thì cái gỗ nghiến nó gỗ nghiến đây, mình cho các bạn xem một số hình ảnh gỗ nghiến. Wow, tôi thấy những cây nghiến ở trong tự nhiên này là quá đẹp và siêu khủng luôn nha mọi người ạ. Cái gỗ nghiến trong tự nhiên ấy thì cái cây gỗ nó là cây gỗ lớn. Cao khoảng 30 đến 35 mét. Đường kính thì tùy độ tuổi của từng cây, có những cây rất là lớn, còn đường kính có thể rất là lớn luôn. Đến trung bình thì cũng phải tầm đến 80 đến 90 cm. Đấy là theo số ít thôi, mình thấy mình đọc tìm hiểu cũng có những cái cây rất là lớn đấy. Cây nghiến này thì ở cái những cái cành non của nó không có lông đâu. Đấy, những cái cành non của nó trơn, không hề có lông. Và cái cuống lá là khá dài, 3 đến 5 cm. Lá thì cái này người ta gọi là lá hình trứng. Và cái khuôn lá thì nó tròn, không có thủy, nó tròn luôn. Cây nghiến này thì nó là thuộc loại thực vật có hoa nhé mọi người ạ. Nó được phân bố sống ở Trung Quốc và Việt Nam. Nó có hoa, hoa nó cũng là hoa đơn tính, có hoa hoa cái, hoa đực, sau này phát triển thành quả. Có quả nghiến đấy mọi người ạ, có hoa, có hoa đực, hoa cái, sau này phát triển thành quả đấy. Thì gỗ nghiến thì có cái đặc trưng là rất là cứng, dai và bền, nên là thường được dùng để làm cột nhà này, làm sàn nhà và làm đóng nội thất, giường tủ hoặc là đồ gỗ mỹ nghệ. Hoặc ở trong gia đình, ở trong bếp thì của mọi nhà này thường để làm thớt đấy mọi người. Và nội dung hôm nay mình muốn làm video giới thiệu cho mọi người về cây nghiến thì mình cũng cơ bản là như vậy thôi. Video cũng khá là dài rồi cho nên có lẽ mình cũng xin dừng video tại đây. Và rất mong mọi người hãy chung tay để bảo vệ những loại gỗ quý và hiện nay còn tương đối hiếm này nhé mọi người ạ. Chúng ta hãy cùng chung tay để để bảo tồn những cái giống cây quý hiếm như này. Mình rất mong mà những cái cây gỗ này sẽ được bảo tồn để cho ở trên rừng chúng ta sẽ còn bảo tồn được những giống cây quý hiếm như này. Và cuối cùng là rất mong mọi người hãy ủng hộ cho các video video này cũng như các video khác của mình. Mình xin trân trọng cảm ơn và cuối cùng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.